đang trên đường về quê Quảng Ninh, tiện vào thăm rau cây cho vườn và vào thăm vườn của đứa em đồng hương quê Quảng Ninh. Bạn ấy trồng từ nho từ tháng 3 năm ngoái. Vườn hai anh em cũng tạo cảnh khá là đẹp và cắt cho ra hoa. Nên mình vào xem còn cái gì cần trợ giúp không. Tất cả những cái vườn sau này mà mình hướng dẫn trồng tạo cảnh đều đẹp hơn vườn mình nhé. Có bao nhiêu cái nỗi kỹ thuật các thứ mà mình vấp phải, những cái kinh nghiệm gì đúc rút ra được là truyền hết cho các bạn. Cho nên những vườn sau này là rất là đẹp, đẹp hơn vườn mình rất là nhiều. Đấy, và còn cô bác các chị thì lát nữa vào thăm nhé. Thì không thấy bạn đi bạn cắt xong không thấy bạn thông tin gì. Vì là cũng tất cả những quá trình suốt trong quá trình làm ấy thì có những video hướng dẫn mình cũng gửi rồi, anh em cũng điện thoại với nhau. Thì hôm cắt giờ không thấy bạn nano gì cả, nay mình xuống mình cũng không báo trước, thì xuống thế là biết nên tình hình vườn thế nào. Hôm qua hôm kia em định điện hỏi anh rồi. Em còn thuốc chấm mầm đúng không? Vâng, rất có. Còn thuốc chống mầm, nhưng mà cái này nếu mà đang nồi nồi mầm như này ấy, vâng. Thì này em đừng chấm nữa. Vâng. Nó là nó không sẽ bật này. Mình chấm là nó hỏng. Thế nhưng còn, cái này là không cần chấm nữa nhỉ? Còn cái nào mà nó tịt hẳn như này mình chấm này. Tịt hẳn này chấm này, còn cái nồi nồi này nó bật đấy, cái này tịt này chấm này. Còn cái này nồi nồi như này là mình chấm nó hỏng mất. Vâng, như cái này thì xong là sắp bật rồi. Cái này là đúng rồi, là em cái lượng tưới của em không có đủ khô như này. Lúc em cắt xong là để khô mấy ngày ấy, là em xong em tưới này phải, kiểu vì mình phơi khô nó quá lâu rồi, xong mình tưới là mình phải tưới thật là đẫm vào cơ, để nó mới bật đều được, nó không có đủ nước nó bật đâu. Đấy. Đây là vườn nho mẫu đơn cơ, phần chính ở Quảng Ninh. Đây là ra hoa đều rồi đấy, nhìn này là hoa rồi đấy mong em, hoa hết rồi này, cành nào cũng có hoa này đấy, bây giờ bật tỉ lệ đều là hoa hết rồi đây, có nõn đỏ ở trong là hoa hết đấy. Cái này nó phải này nó phải đạt lắm, cành nào cũng có hoa luôn này. Đây, em nhìn nhé. Okay. Đây nó hé số những cành bật đây, em thấy là có hoa hết rồi. Có hoa thì nó màu vàng đấy hả? Vâng. Cái này em tưới nữa vào, tưới nó ra đang như này này, tưới thật đã đẫm vào, không thì nó không đủ nước, nó cái mầm này nó không bụp, nó không bật được đâu. Cái này tầm này nhé, này em tưới cái này không đủ đâu, tưới thật đấy vào, nó khô ra tận ngoài này, bây giờ dễ nó ăn ra tít ngoài này nhá. Đấy, tưới thật là nhiều vào, xong là tầm này là bắt đầu em tưới phân được rồi, em pha cái phân NPK loại ba số đều nhau cho dễ. Em pha em tưới một cái gốc này cho anh tưới khoảng, gốc này là mình trồng là được một năm rồi nhỉ, chưa được một năm nữa. Đến tháng 3 này mới được tròn một năm. Tháng 3 mới tròn một năm nữa. Trồng sau của nhà Quang Trang một ít, trên thạch thất đấy một ít. Thì mỗi một gốc này em tưới cho anh là khoảng từ 1 đến 2 nạng, chia ra 1 đến 200 gram ấy, pha nước tưới cho ăn lên nhá, tưới sâu hết ra ngoài đây cho anh. Đừng để khô như này, khô rang hết thế này này đấy, tưới mạnh vào, ngày tưới 3-4 lần vào chứ đừng tưới từng ít này, nó rụt rụt này là thiếu nước, nó không có lên được đâu nhá, nó không rụt, nó không bật được lên đâu này. Mà anh không xuống cứ để này thì trong cái bông nó nước nhiều vào, tăng cường nước mạnh vào nó sẽ yếu. Đều tăm tắp rồi. Này là quá siêu á, mỗi hướng dẫn với anh em liên hệ Zalo thôi. Anh xuống lần này mới được có 2 lần. Không như là vườn chỗ bạn Quang Trang là cứ tháng sang 1 lần. Bản là anh em mình cùng đồng hương nhưng mà lại xa quá.
thiệt thòi ở cái đấy. Đây, hoa hết rồi. Nó phải chín mấy phần trăm có hoa đấy. Ngọn chín mấy phần trăm có hoa. Đây, cái cành này có hoa hết rồi. Ừ, đấy, hoa hết rồi. Bông này nó nên to đấy, nhưng không bé đâu nhá. Nhìn đấy nha. Nhìn này, đấy. Này xong là thuốc thang các thứ là chú ý đặc biệt là cái tầm này là con bọ trĩ nhá. Này em phải phòng bọ trĩ. Ừ. Bông nó nên nhất là phòng bọ trĩ, không là nó ăn rụt hết cái đầu này lại này. Là hỏng luôn đấy. Khả năng chiều cũng phải phun một lượt. Sâu bệnh đánh một lượt. Phun cái này là phải nhớ là cái tầm này rất quan trọng, là phun không được phun cái thuốc nóng có nhũ dầu, tức là cái dạng EC đấy, là dạng nhũ dầu ấy, em cứ tránh né lại đấy ra. Còn cái loại mà gì á, VKG hoặc là SC đấy, này em phun được. Anh có thấy cái ngọn nào không có bông đâu? Đấy, đa số là em thấy cũng có đây. Như bông này đẹp này. Không đẹp đấy. Cái cánh nó cứ đỏ như này nhé, là nó nên là nó bông. Mình nhìn mình nó cần hé lên nhé, là nhìn thấy cái cánh này là biết nó có bông rồi, chứ chưa cần phải nhìn cái nõi ở trong. Cái cánh đẹp lắm, nên ngọn nào nó có bông còn đấy. Này năm nay vặt đi không thấu rồi. Tưới ngay nhá, đến chiều này tưới ngay. Tầm cây này thì mỗi gốc để được khoảng bao nhiêu bông hả? Tầm này mỗi cành nào to khỏe này em để được một bông. Nhưng mà em cứ để cho nó đẹp đã, nó nên đẹp đã xong mình mới nữa nhá, đừng không cần nữa nhá. Để sâu dần nó nhú dẫn. Đây, cái này nó nên nhá, cái cánh đỏ chót này mà biết có bông. Đây. Đấy. Đấy. Đều trong tắp, cũng có thiếu cành nào đâu. Không thua vườn nhà Quang Trang đâu. Nó chỉ cây nó hơi kém được thì nó kém khoảng tầm 2 tháng chúng ta. Hơi nhỏ hơn một chút thôi. Mình trồng sau. Hơi nhỏ hơn một chút. Năm nay mỗi cây này kia lấy khoảng tầm 10 cân đến 15 cân cô ạ. Được. Mỗi cây. Đấy, lấy thế thôi. Không để còn để nuôi cây, chứ còn để thắt ở đây mỗi cây 40 cành này là 40 chùm đấy. Không thiếu chùm nào đâu. Nó 40 cành này nó phải có 80 bông hoa, ít nhất là phải 70 bông. Tại vì cái tốc độ này nó phải khoảng 70 bông. 70 bông mình phải hạ hàng vặt bớt đi đấy. Không để nuôi được hết đâu. Cái này nó như vườn anh năm ngoái, không khác gì. À, đây. Gần như thò đến cái ngọn nào không thiếu một cái bông này luôn. À, cứ mỗi ngọn này sao nó ra 2 bông ấy. Có, đã có bông là có 2. Tưới nhá. Đây chủ giới thiệu mọi người đây. Chủ vườn đây. Đúng đâu, anh em đồng hương chuẩn nông dân luôn. Anh em đồng hương mà thiệt thòi bên này, từ lúc trồng em mới xuống vườn được 2 lần. Xa nhau quá. Thành ra cùng quê mà xa nhau quá. Đấy, hoa. Là cái bật trời nào là nhìn thấy cái bông trời đấy cơ. Anh em cháu là cứ ano nhau suốt đấy chứ. Đây này này, cái này mỗi cái là đấy, là quên không dặn em phải tưới thật đẫm thì em tưới là bị thiếu nước quá. Thì bà hỏi là thiếu nước hay là nó. Đây nó khô như này mà đất nó khô như này đâu. Em tưới có mỗi cái bếp của em. Có mỗi đầy mới đầy đúng không? Có 3 bếp. Có 3 bếp nó ăn ra tận kia, ra tận đến đây này. Bây giờ dễ nó ăn gần như kín hết cái luống này rồi. Em tưới xe, bổ sung bếp của cái cây của anh bây giờ ấy, là anh đục dọc đây hết này. Dọc cái con nước này, cứ mỗi 40 phân một dọc cái đường này luôn. Tại vì tưới nó xe, nó ra chỗ nào nó cũng ăn được, không lo. Mới lại chạy thêm 2 cái dây tưới hai bên ngoài đấy nữa. Song song cho nó để cung cấp ngay nước đủ cho cái mùa vụ này. Nước và phân. Đấy, nó không đủ nước mà. Sau này em không ấy ngay ấy, là nó sẽ bật cái chồi này mạnh lên rồi ấy. Thì cái chồi này nó át đi. Nó không nên được nữa đâu, là nó bị thiếu cành đấy nhé. Chiều nay mát trời này em chấm luôn. Xong chấm luôn, xong tưới đẫm luôn để cho nó bật lại nhé.
để thứ nhất là nó thiếu cành, thứ hai nữa là nó sẽ bị bông trước bông sau, là mình làm nó lệch nhau quá, mình làm hoa khó lắm. Yeah. Những cái chùm hoa mà nó đậu trước khoảng tầm tuần, những chùm sau nó lớn rất là chậm, mới lại mình xử lý nó kéo dài vậy đấy. Yeah. Khó. Yeah. Yên tâm rồi. Cái này là xong em phải theo dõi. Ba lúa bên kia. Ba lúa bên kia ra sau đó. Thì đấy, đúng đấy, cắt sau em phải rút kinh nghiệm luôn đi, tưới đẫm vào cho. Cắt sau thì bây giờ nó chưa bật. Chưa bật. Đấy thì cắt sau bây giờ là em tưới đẫm vào xong em chấm mầm vào, em anh đảm bảo nó sẽ khác hoàn toàn. Là tưới thật đẫm mà. Ngày thứ 20. Ừ. Em chấm rồi đúng không? Chấm rồi. Chấm rồi cứ tưới đẫm. Ướt nhìn ướt hết mặt này. Cái là luống này, sắc bên kia hết. Tưới nhiều. Tưới nhiều. Này xong em phải theo dõi nhé. Nếu mà ở đây nó mát tưới thì thôi đi. Chứ cái này là khả năng là cái hai núng một nó cũng đỡ. Cái ba núng một là sẽ bị nóng. Cái này hai núng một. Ừ, nó đỡ. Vẫn phải theo dõi. Cây này cũng có bé đâu. Cổ tay rồi chứ. Nhìn sướng mắt nhỉ. Dạ cứ tưới thường xuyên ạ, tưới xong bao giờ cái đất này nó thoát nước tốt, không có sợ đâu, nó thấm không sợ úng đâu cô. Cái này mình tưới, xong tưới thấy nó ôm ấm thì thôi. Mắt ngủ nó đẹp này mà. Này. Đấy. Anh là thế mà. Cứ vướng mắt thì cứ gọi thôi. Cứ ới không xuống được thì cứ Zano. Cano nhìn thấy mặt nhau mà nhìn thấy cây mà nó gì? Ừ, không dễ. Để anh em mình có sang chỗ Hùng chơi tí không? Bây giờ anh ở sang đấy. Ừ, anh sang đấy qua lại tí. Ngày hôm nay anh đi còn là vườn em là vườn thứ 3 rồi đấy. Sau vườn này vườn của em so với mấy vườn kia có ăn thua ngoài. Vườn này là vườn trồng mẫu đơn cắt ra hoa, còn các vườn kia anh mới mang cây xuống cho giống. Kia là hôm nay mới bắt đầu hả? Ừ, hôm nay mới bắt đầu trồng. Thế với sao cháu đi được mấy vườn, ba vườn à? Ba vườn thì rau cây thôi cô. Còn vườn này là vườn mẫu đơn cắt ra hoa, còn vườn hạ đen là cháu có một vườn hạ đen là cháu ấy. Cháu sửa lỗi cho người ta. Người ta bị mua dây giống ở đâu ấy. Xong nó cũng hỏng tùm lum như là của của chính bên kia nó còn đấy chập. Cái vườn dưới đợt vừa rồi lấy giống cho anh trồng mới ấy. Đây số cái này đấy. Ok hạ đen đấy. Ừ. Xem qua những cái này thì mình làm từ trước thì nó không có cái ba gem gì đấy nhỉ, nhìn nó làm cái vườn dưới kia bây giờ cắt đúng theo quy trình đâu vào đấy á. Đây, đây là chị vườn này là vườn trước khi gặp anh Yên đúng không? Đúng trước khi gặp anh Yên thì nó như này đấy. Nó như nhở nhá. Trước khi gặp anh bên dưới cái mấy chồng kia đấy. Cảnh nó không ra cảnh nó ngoằn ngoà ngoằn ngoèo. Bây giờ thì đấy lỗi rồi. Ừ, đấy. Từ đây xuống đây là vườn hạ đen sau khi gặp anh Yên đây nó thành này. Cảnh nó ra cảnh rồi. Vâng, cái cây này là lấy của chú Trọng. Còn cái vườn uốn éo kia thì bạn ấy lấy ở đâu ấy. Không ai lấy cây cho cháu. Đấy, cái năm đầu tiên là phải mạnh dạn cắt một mắt như này này. Hoa hay không hoa không cần thiết cô ạ. Có hoa là cũng ấy, nhưng mà sau này những cái vườn coi như là mình làm nó nhàn lắm. Chứ cái vụ nhát đầu tiên mà cái nương tay cứ cắt trên đây này. 3-4 mắt, 5 mắt trên này nhát này. Sau nó sẽ thành kia. Đấy. Xong đến lúc là ở đấy, đợt đấy là các ông bảo là để lại 2-3 mắt. Đến lúc đấy. Mắt nào có hoa đẹp thì để, không thì bỏ. Xong bắt đầu nó thành nỗi như thế. Lúc không biết làm nào nữa.
nước sao nó khổ. Đấy, mình như này xong là dần dần là cái vườn này nó cứ mãi 10 năm, 20 năm nữa thì nó cũng chỉ cao lên cỡ khoảng 20 phân thôi. Không cao hơn nhiều được. Đấy. Cây khỏe à, nhìn cảnh nó to nhỉ. Chỗ này kia nó được.